Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Thế giới thì luôn biến đổi không ngừng và ngành công nghiệp ô tô thì còn biến đổi mạnh mẽ hơn nữa. Tuy nhiên trong bất kỳ lĩnh vực nào thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy có những cái biểu tượng nó tồn tại hàng trăm năm, trở thành biểu tượng gần như chúng ta có thể gọi là biểu tượng vĩnh cửu. Và một trong số đó chúng ta không thể không kể đến hãng xe Volkswagen với biểu tượng chữ V và chữ W lồng vào với nhau. Volkswagen trong tiếng Đức nó có nghĩa là hãng xe của nhân dân. Không hổ là một hãng xe của nhân dân, Volkswagen nhiều năm liên tục là hãng xe có doanh số lớn nhất thế giới. Và bản thân quy mô của Volkswagen so sánh với các đối thủ trên thế giới thì cũng không có hãng xe nào sánh được. Volkswagen hiện có 12 thương hiệu ô tô đến từ 7 quốc gia khác nhau. Volkswagen hiện tại có đâu đó khoảng 119 nhà máy đến từ 20 quốc gia châu và 11 quốc gia châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Hiện tại Volkswagen Group đang bán xe tại 153 thị trường trên toàn cầu. Và để bán được cái số lượng xe như thế thì hàng ngày hơn 590.000 nhân viên của Volkswagen đang phải sản xuất, tập trung sản xuất ra khoảng gần 41.000 xe để cung cấp cho nhu cầu của nhân dân trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét, tìm hiểu, đánh giá và nghe những chia sẻ của một chủ nhân chiếc xe Volkswagen Teramon, chiếc SUV 7 chỗ mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Hôm nay ở đây cùng với ô tô Fun thì còn có là anh Bình, chủ nhân của một chiếc xe Volkswagen Teramon 2022. Xin chào anh Bình. Vâng, chào anh. Anh có thể giới thiệu sơ qua một chút về cá nhân bản thân của mình được không ạ? Vâng, và các anh, tôi tên là Trương Thanh Bình. Vâng, đầy đủ. Anh Bình. Vâng, nick ô tô Fun là Hải Bình. Hải Bình. Vâng. Vâng. Năm nay thì cũng 49 tuổi. Tuổi dương lịch và là 50 vừa đẹp tuổi đấy. Tuổi vừa đẹp đấy. tuổi các cụ. Sinh năm 74 đấy ạ. Mình sinh năm 73. 73. 1973 thì là đúng từ là năm nay là 50 tuổi theo nghĩa các cụ. Vâng. Đấy, thế thì mình cũng chơi. Trông anh trẻ hơn tuổi rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Về thế này lại phải thêm hỏi đồng chí vợ xem có nên tuyển thêm cái gì không. Rồi thế thì mình cũng là chơi ô tô Fun cũng khá lâu rồi. Vâng. Ừ, cũng hình như là không nhầm thì bắt đầu nickname từ năm 2010 gì đó. Vâng. Thì cũng chơi bên này là cũng được trên chục năm rồi. Vâng. Vâng. Anh sinh hoạt trong câu lạc bộ nào anh nhỉ? Mình thì sinh hoạt câu lạc bộ Volkswagen, câu lạc bộ ô tô Fun, gọi là ô phở. Hay quá. Ufer. Anh chơi trong đội ô phở thế thì cũng phải là kỳ cựu lắm rồi. Vâng. Anh cho hỏi một tí này. Vâng. Là nói chung là với những người mà họ là những người yêu thích xe hơi nói chung ấy. Vâng. Thì ai cũng phải quan tâm đến việc là một chiếc xe Đức nó chạy, nó vận hành như thế nào. Thế thì anh tại sao là anh lại gắn bó với những chiếc xe Đức từ ngày xưa, và tại sao là anh lại chọn Volkswagen mà không phải là những cái thương hiệu khác? À, báo cáo anh thế này, thế thì cái câu chuyện này nó cũng không có gì là gọi là nó dài dòng, nó văn tự quá, mà là thế này. Ngày xưa mới biết lái thì mình có nhảy lên một cái xe Toyota Innova. À. Thế thì sau đó thì mình thấy là đúng là nó gọi là tiết kiệm thật, nó gọi là nó tinh tế thật và nó hợp lý thật. Thế thì vô tình thì mình có trong một chuyến đi công tác thì mình có nhìn thấy một chiếc xe Volkswagen ở đặt tại showroom ở tại sân bay Sân Thân Nhất. Thế thì mình có xem qua, họ trưng bày cho họ trưng bày, đúng rồi. Thế thì mình có xem qua và mình join vào cái group của hội Volkswagen. Và hội Volkswagen của và mình theo dõi. Vâng. Trước mắt là đầu tiên là theo dõi, sau đó thì bắt đầu là đi họp. Đi họp cùng hội đó. Thế thì cái thời gian đi họp đấy nó không dài lắm, có 2 buổi thôi. Thế thì ở trong cái nhóm đấy có khoảng độ tầm 20 anh em. Thế thì cái dân ít này nhỉ? Đúng rồi. Ít. Dân đi xe Volkswagen thì hồi đấy thì đến có 14 đến 15 anh là ở Đức về. À. Và họ đối với họ cái dân xe Volkswagen là dãy đỉnh cao ở Đức mà họ đã sống ở Đức. Nên là họ nhận định là cái xe đấy là xe của nhân dân, xe rất chi là hợp lý đối với họ. Đúng rồi, đúng rồi. Thế thì mình cũng gọi là chia sẻ là mình thấy là người ở Đức đi về, đã ở Đức, đã đi xe ở Đức và đánh giá, đã chạy thử rất, chạy nhiều, rất nhiều rồi và đánh giá rồi thì thấy mà họ vẫn đấy. Chọn Volkswagen đúng chính không? Chính xác. Thế thì câu chuyện nó là ngấm dần và quyết định
chuyển sang Volkswagen là như vậy. À, lý do cực kỳ hay luôn. Thế trước khi chạy Volkswagen thì anh có chạy xe nào khác không? Đấy, thì như nói đề cập với anh lúc đầu là mình biết lái xe cái là mình có cái Innova. À, đấy, mình chạy cái Innova. Innova đúng rồi, cho chuyển sang Volkswagen đúng không? Đúng rồi. Vâng. Thế thì từ cái sự giữa anh đang nói cái Volkswagen anh chạy thử đấy là xe gì anh nhỉ? À, cái Volkswagen chạy thử thì trong hội nó rất nhiều xe. Vâng. Từ Touareg có, vâng. Từ Polo có, vâng. Và cả Tiguan. Rồi. Thế thì cái phân khúc mình nhắm đến trong cái nhóm Volkswagen đấy thì là chính là cái xe Tiguan. À. Thứ nhất là SUV nhỏ và 5 chỗ. Rồi. Là mình đang muốn như thế nên mình sẽ focus vào đó. Chữ Volkswagen nó là xe dành cho xe của nhân dân rồi. Thế thì nó một chiếc xe nó là thực dụng này, chắc chắn này. Nó cũng tạo nên một cái phong cách cơ bắp nhất định này. Nhưng mà cũng phải nói là Volkswagen nó cũng có những cái vẻ đẹp nhất định đúng không ạ? Anh thì anh lý do nào mà anh lại yêu thích những chiếc xe Volkswagen? Vâng, cũng rất chi đơn giản thôi anh ạ. Trong quan điểm của mình không biết có bị cổ hủ hay không. Dạ. Thế thì cái dòng xe mình đánh giá từ thấp đến cao nó là xe Hàn, xe Nhật, vâng. Xong rồi xe Mỹ, xong đến xe Đức. Anh lại đánh giá xe Hàn từ cuối cùng, cao. Cuối cùng đúng không? Hàn, từ thấp Nhật, đến cao đúng rồi, thấp đến cao. Nhật, Đức và Mỹ. Và Mỹ. Đấy. Vâng. Thế thì ngược lại chứ Hàn, Nhật Mỹ và để sang Đức. Rồi. Thế thì ở đây mình mong muốn chọn chiếc xe Đức nhưng vâng. mà ở một cái mức độ gọi là an toàn mong muốn là an toàn nhất và vâng. cơ khí chính xác gọi là đỉnh cao nhất. Vâng. Thế thì mình chọn là dòng cao nhất của trong cái nhóm các cái hãng xe. Thế nhưng mà lại chọn cái xe bình dân trong cái độ bình cao đó. Đấy, đấy chính xác. Đấy là lý do mà tại sao là mình chọn Volkswagen chứ không chọn Mercedes, không chọn Audi hay không chọn Porsche, không hay chọn những cái gì cao hơn cơ các bạn cả. Vâng. Đấy là lý do chính. Nó phù hợp với vâng. cái nhu cầu của mình đúng không? Thực ra mà nói là những cái xe như xe Mercedes hay là BMW thì nó luôn luôn là cái thời trang, luôn vâng. là cái mong muốn. Thì những chiếc xe như cái Volkswagen hay cụ thể ở đây là Volkswagen Telemon của mình thì nói chung là nó rất là khó để mà gọi là xe lỗi thời. Tuy nhiên là anh em mình chỉ khen về bề ngoài, chỉ khen về đánh giá, chỉ nói về cảm nhận không ấy, thì nó cũng chưa được hay ho lắm. Tốt nhất là có lẽ là anh em mình sẽ làm một cái vòng trải nghiệm thực tế để xem là cái trải nghiệm của mình, những cái chia sẻ của mình, những cái nhận định của mình nó có đúng với những cái mong muốn và những cái đấy nó có thuyết phục được người khác hay không ạ? Vâng, cảm ơn anh, đồng ý thôi ạ. Thực ra là cái này nói thật với anh ấy là khi anh nhảy lên thực tế, anh thấy là cảm giác lái của Volkswagen nó như thế nào. Vâng. Mới đánh giá được chất xe của nó. Vâng. Cái đấy thì nên, và chúng ta cũng nên thử vào. Vâng, vâng. Cảm ơn anh. Mời anh. Con Telemon này hay thật đấy. Động cơ của nó thì là động cơ 2.0 TSI. Nhưng mà mình xem như thông số thì anh thấy là thông số công suất máy của nó thì đâu đó là lên tới 220 mã lực. Trong khi đó thì giải tua máy thì lên tới, ui giời, dã man luôn này. Giải tua máy lên tới 350 Nm mà từ 1600 đến 4400 vòng một phút. Tức là cái mô men xoắn cực đại của nó có thể đạt được từ mức rất là thấp 1600 vòng một phút. Như thế thì nó cái độ tăng tốc của nó phải nói là về mặt lý thuyết ấy nhá, thì độ tăng tốc của nó thì rất là tốt luôn. Và nó cũng giảm độ ồn khi vận hành. Mà xe này thì dài tới 5m1 mà lại nặng trên 2 tấn. Mà cũng chỉ mất 8,6 giây để tăng tốc 0 đến 100 km/h. Và đạt mức tiêu thụ nhiên liệu đâu đó là 10 lít trên 100 km. Đấy là những cái thông số mà cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên là anh là người trải nghiệm, anh là người sử dụng, thì anh thấy là cái động cơ 2.0 này nó có đủ dùng cho một cái con xe dài tới 5m1 mà nặng trên 2 tấn không anh mình? Báo cáo anh như thế này. Về cơ bản nói thì là đối với xe 7 chỗ, vâng. hãng Volkswagen cũng đã set up một cái chưa gọi là một cái mác ECU làm để sao đấy để cái mã lực nó vừa hợp lý đối với người dùng cũng như là cái đủ độ sức để kéo cả cái gia đình trên cái xe này. Đúng thế rồi. Thì đối với mình thấy là nó rất chi là vừa phải, vâng. nó rất chi là mượt mà trong cái việc chuyển số cũng như là cái mã lực set up rất chi là hợp lý cho cái việc an toàn cho cả gia đình một chiếc xe ô tô. Vâng. Nếu mà như thế thì hay là anh em mình thử một tí xíu đi. Chứ còn con động máy 2.0 220 mã mà kéo cái xe trên 2 tấn thì anh em mình làm thử một phát tăng tốc đi anh ơi. Vâng. Xem mình cảm nhận nó như thế nào. Vâng. Chứ còn nói thông số của nhà sản xuất thì mình cũng tin thôi. Vâng. Bởi vì họ cũng không thể nói quá lên được nhưng vâng. mà mình vẫn cứ phải cảm nhận trải nghiệm xem nó thực tế nó như nào. Dạ, vâng. Thế thì anh có muốn cảm giác dính lưng không? Thử đi anh mình. Ôi giời ơi, đấy được. Nghe tiếng động cơ phê luôn anh này. Đây là mình chạy chế độ Norman. Vâng. Chưa hề có chế độ Sport hay bất kỳ chế độ gì cả. Chưa chuyển qua đâu. Chưa chuyển qua. Chế độ rất bình thường. Rất bình thường.
và cái câu chuyện ở đây chúng ta đang ở trong khu đô thị nên là báo cáo anh chúng ta cũng nên dừng ở cái mức độ nó vừa phải. Đúng rồi, chúng ta cảm nhận của nó ở một mức chừng mực như thế là đủ chúng ta để hiểu, đúng không anh? Vâng. Vâng. Nhưng mà con xe này nó không chỉ có cái động cơ 2.0 rất là mạnh mẽ và mô men xoắn rất là cao như thế, mà nó còn có hệ thống dẫn động Form Motion Active Control đây. Gần 40 năm trước vào năm 1984, Volkswagen đã giới thiệu mẫu xe có hệ dẫn động 4 bánh gọi là 4 bánh all-wheel drive đầu tiên, tức là chiếc Volkswagen Passat đấy ạ. Đấy. Thế thì hiện nay cái hệ thống Form Motion Active Control nó đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng trong các sản phẩm của thương hiệu Volkswagen. Hệ dẫn động này cũng không ngừng được hãng Volkswagen, một hãng xe Đức lớn nhất thế giới, là liên tục cải tiến công nghệ để ngày một tốt hơn. Đấy, từ năm 1996 trở về sau thì tên gọi của hệ thống All-Wheel Drive là Synchro này đã được thay thế là gọi là 4Motion, cũng như chia sẻ công nghệ dẫn động 4 bánh Quattro của hãng Audi, rất là hay luôn. Đấy. Thế thì với cái hệ thống này thì nó vừa phù hợp để chúng ta đi phố All-Wheel Drive mà anh. Nhưng mà nếu mà anh có những cái trải nghiệm khác biệt khi đi đường cao tốc hay khi đi những con đường khó khăn thì anh có thể chia sẻ với người dùng của chúng ta ngày hôm nay được không? Vâng, báo cáo anh là 4Motion cũng như Quattro là những cái thương hiệu mà dẫn động 4 bánh nổi tiếng của Volkswagen. Thì cái Volkswagen này là bản thân nó cái này nó rất chỉ là hay, là khi mà anh chạy ở trong đường thành phố thì nó sẽ chuyển sang chế độ gọi là lái dẫn động cầu trước. Đúng rồi. Và khi mà anh có cái đường xấu gập ghềnh, nhất là trơn trượt và thứ hai là giả sử như anh bị bênh ba bánh lên, một bánh nó cao lên thì một cái hệ thống Formation tự động nó kích hoạt. Và cái này nó rất chi là bám đường cũng như gây an toàn, tạo cảm giác an toàn rất chi là tốt cho người sử dụng. Nhất là những anh khi anh vào cua mà cái đường trơn trượt nó bám lại, nó rít kéo cả cái bánh luôn. Nói chung là một cái gọi là hệ dẫn động toàn phần chứng xanh của Volkswagen nói chung và Tenamon nói riêng. Đấy cũng là một điểm rất là hay, bởi vì là giữa các hãng xe khác nhau thì công nghệ họ đều có cả, all-wheel drive họ đều có cả, nhưng mà thực tế trải nghiệm nó khác nhau như thế nào, chỉ có từng hãng xe với những cái bí quyết riêng của mình nó mới mang lại cái trải nghiệm tốt cho khách hàng, mang lại cái sự an tâm cũng như cái sự hài lòng tuyệt đối. Như mà anh nói thì all-wheel drive 4Motion của Volkswagen ấy thì nó tạo cho mình cái sự tiện lợi quá mức luôn. Cái phiên bản 4Motion trên chiếc Tenamon này nó là một hệ thống như trong thông số thì chúng ta thấy nó là một hệ thống được tích hợp một bộ kết nối 4 bánh dạng ly hợp đa đĩa điều khiển điện tử. Nó chủ yếu dồn lực kéo lên hai bánh trước, đúng như anh nói luôn, chủ yếu thường xuyên là nó chạy cầu trước. Còn khi mà nó đảm nhiệm một dấu hiệu như là bị trượt bánh hay là có dấu hiệu gì đó bị kênh bánh thì nó sẽ trở thành một hệ thống all-wheel drive và nó dồn lực vào tùy từng bánh hoặc là dồn lực vào cầu sau để chiếc xe nó đạt được cái hiệu năng vận hành tốt nhất. Vâng. Và giúp người lái thoát ra khỏi những cái tình huống khó khăn. Vâng. Nhưng đấy là nói như thế thôi, nhưng mà khi mà mình trải nghiệm những cái việc như là mình chạy đường trời mưa vào vũng lầy mình trơn trượt hoặc là vào lúc bị kênh bánh như anh nói thì cái cảm giác của mình nó có thấy nó rõ không, giống như khi mà chúng ta đi xe bán tải, đi xe hai cầu chúng ta cài gầu vào chẳng hạn thì chúng ta thấy nó khác biệt rõ ràng luôn. Nhưng cái all-wheel drive nó khác gì so với những cái hệ thống dẫn động 4 bánh mà chúng ta phải cài cầu bằng tay? Báo cáo anh, nó thật sự nó rất mượt mà, và đôi khi nó ấy típ lên mình không biết nó ấy típ rồi. Vâng. Bản thân là khi nó vào trên trượt thì nó bám đường và mình cảm giác nó không bị bay xe, không bị lăng xe. Anh chạy con Tenamon này nó như thế nào? Thực ra nói là con này cái cảm giác đầu tiên đối với cả con xe Tenamon ấy là cái vô lăng nó khá nhẹ, tức là nó gọi là thế nào nhỉ, khi mình chạy chậm thì nó gần như là mình dê nhẹ thế này là lánh lái rồi. Thế còn đâu là khi mà mình chạy nhanh thì vào cua một cái là tay là nó cứng lại, là một cảm giác lái đối với con xe Tenamon này là mình thấy nó rất chỉ là nhàn hạ và cảm thấy rất sướng. Và nó đúng là gọi là đúng theo kiểu là mình đang lái xe một cách nhàn hạ, tức là nó không phải vần vô lăng, không phải quá quan trọng về việc là phải đánh lái theo đúng hướng hay không đúng hướng. Tất cả những người mà mới lái xe mà như đấy mình cảm thấy rất là dễ chịu. Vâng. Đó, đấy là cái cảm giác lái. Thế còn cái chế độ vận hành của nó với cả chế độ ngồi thì tại sao chọn con Tenamon 7 chỗ này, thì cái Tenamon 7 chỗ này nó đúng là nghĩa của con SUV, tức là nó hoàn toàn là đủ 7 chỗ chứ không phải 5.2 như tất cả người khác. Về hệ thống anh có thể nhìn thấy xe anh thấy là khung gầm với cả các cái thứ khi mình vào đường cua hoặc là vào chỗ sóc nó chưa được cứng cáp, nó không bị lắc xe, và thứ hai là nó thực sự là nó là một con xe là đúng theo nghĩa của nó là chất đức. Đấy. Thế còn đâu là cái yếu hay mạnh thì đối với cái người cảm nhận thì đối với mình xe 7 chỗ như thế này là rất hợp lý. Nó không làm cho mã lực mình đạp nó vọt một quát mà theo kiểu là dựng ngược lên như kiểu là mình gọi là bốc đầu.
như kiểu đi xe máy, mà cảm giác là đạp nó lên, mà lên theo kiểu là đúng như kiểu là nó cảm nhận được là từ cái nấc nó lên, đường nấc nó lên. Và anh có thể nhìn ấy, chúng ta đang đi số 3 rất chỉ là êm, nhưng mà đến lúc mà chúng ta lên số 4 nó chuyển số cực kỳ nhẹ, không có cảm giác gì gọi là bị giật giữa các cái số di chuyển với nhau. Đấy. Có thể là Tetramon đang set up đúng rồi, là, lên tới 50 km cảm giác chuyển số rồi. Luôn nên lên 5 km thì nó sẽ lên, và đấy nhìn thấy đã nhảy lên số 6 rồi, đang 52 lên số 6 rồi, chúng ta không biết nó lên lúc nào. Vâng. Đấy, thế thì đấy là cái theo mình hiểu thì là đối nó với con này thì là càng nhiều số thì nó càng mượt mà. Vâng. Càng ít số nó càng giật, thế thì các hộp số nó nhiều cấp nó sẽ càng mượt mà hơn đấy nhiều. Đúng rồi, đấy là một cái rất là rõ luôn. Vâng. Không thấy cái con này khoảng màn hình hơi chán. Đúng rồi. Con này thì ngoài các cái đầy đủ hết các cái option khác thì cái màn hình này là cho mình vẫn là vẫn theo mình vẫn là hơi bé. Vâng. Cũng có đầy đủ hết cruise control rồi active control rồi limit control rồi đầy đủ hết các chế độ lái rồi điều hòa ba vùng rồi là hệ thống CarPlay. Đây hiện tại đây đang kết nối CarPlay thì cơ bản là đủ hết, không thiếu gì cả. Cũng có xoáy kính, cũng có đầy đủ và có cửa sổ chơi. Dân Việt Nam thì cửa sổ chơi rất thích. Theo mình thì là nó ổn đấy, nhưng mà gọi là khi nào mà có trẻ con, nhà con thì rất thích. Cửa sổ chơi toàn cảnh luôn, full luôn, rất là hay luôn. Và đây là chế độ lái thì chúng ta nhìn thấy nó có 4 chế độ lái đây. Đúng rồi. Chế độ lái thông thường là chế độ lái trên hồ đúng không? Đúng rồi, năm hồ. Chế độ lái khi có trời gặp trời tuyết, trời tuyết đúng không? Chế độ lái trên đường núi đường và núi. Cả trên đường núi lẫn trên trời tuyết đấy, rất nhiều chế độ. Trong cái một chế độ lái bình thường này thì lại có chế độ lái tiết kiệm, tức là eco, chế độ lái chế độ sport đúng không? Sport, chế độ gọi là gì nhỉ? Đường trơn trượt, tức là chúng ta nhìn vào trong cái chế độ lái này chúng ta thấy đâu đó là nó rất khá nhiều cái chế độ lái ở trong cái riêng cái phần riêng normal cái phần, đúng không? Đây, normal sport hoặc là customer, tức là mình đặt theo chế độ của mình. Nói chung là cũng rất là tùy biến theo cái nhu cầu của khách hàng. Đúng rồi. Đúng. Nó khá đầy đủ. Và trên cái màn hiển thị này thì cũng là nó gọi là số hoàn toàn rồi. Là mình có thể là nhìn quan sát rất dễ và có thể tùy chuyển ở trên các cái lẫy này về các cái overview, các cái tóm lại là các cái thông số về tốc độ, về xăng, về tất cả các thứ, về dầu, chứ các thứ và chip, chứ các thứ đầy đủ. Rồi là gọi là tất cả các tính năng loanh quanh ở trong gần như trong xe tôi thấy nó đủ, nói chung là đầy đủ, không thiếu thứ gì. Và cũng rất là thuận tiện đúng không? Vâng. Thực ra cái này nếu mà đúng như cầu mà nhà nào mà cần đi đông thì bạn con xe này cực kỳ ngồi theo kiểu là mình có thể lái từ đây vào Đà Nẵng luôn phát không thể. Vâng. Thông số với cả sản xuất đưa ra là khoảng hơn 10 lít 100 cây, nhưng mình chạy thực tế thì mình thấy cũng khá đúng. Và trên màn hình Tableau cũng thể hiện luôn là chúng ta chạy cả quá trình, chia đều cho quá trình mình chạy là bao nhiêu km/h và thông số xăng là bao nhiêu lít trên 100 km khá đầy đủ. Đối với Việt Nam này thì đường nó đông và tắc hơn thì nó có thể trung bình tôi chia mình ở đây là khoảng 1 lít trên 100 km. 11-12 lít thì so với cái thông số mà nhà sản xuất công bố ra là 10 lít thì nó lại là quá ổn luôn rồi. Ngày hôm nay sau một buổi trải nghiệm được đánh giá, được thử và được nhận được những cái chia sẻ của anh Bình thì hôm nay là tôi đã hiểu thêm rất nhiều về chất của chiếc Volkswagen Tetramon này, cũng như là một chiếc xe đậm chất Đức. Rất cảm ơn anh Bình đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích đối với cả quý vị khán giả cũng như đối với thành viên của AutoFun. Vâng, cảm ơn anh Thành Lê. Hy vọng rằng qua buổi trải nghiệm hôm nay thì khách hàng và tất cả mọi người đều có thể cảm nhận sâu hơn, kỹ hơn về con Tetramon này và sở hữu nó trong tương lai. Cảm ơn quý vâng. Cảm ơn anh. Rất cảm ơn anh. Vâng. Hy vọng là sẽ còn gặp anh trong các chương trình đánh giá xe kế tiếp. Dạ vâng, cảm ơn anh. Xin chào quý vị khán giả. Xin chào.